Trong thế giới anime có rất rất nhiều thể loại chúng ta có thể lựa chọn: shonen, shoujo, seinen, isekai, mecha và cả natera nữa. Ê chết bậy bậy, đừng có anh em nào thích cái thể loại natera đấy nhá, bỏ ngay đi còn kịp. Tôi thì thể loại nào tôi cũng xem, chỉ có natera là né như né tà luôn. Nhưng cái yếu tố này nó thường được ẩn giấu đi trong phim, nên nhiều khi đang xem thì dính, thế là mới cày chứ. Nhân tiện thì tôi cũng nói luôn, tôi không hề sợ ma, vì đã gặp bao giờ đâu mà sợ. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi muốn gặp đâu nha, mà đừng bao giờ gặp luôn cũng được. Dù không sợ là thế, nhưng một trong những thể loại mà tôi khá là ít đụng chạm, đó chính là cái thể loại horror. Nhưng đôi khi ta phải cho thêm một chút gia vị cho cuộc sống nó bớt nhạt chứ đúng không? Thế là tôi quyết định kiếm thử một bộ của cái mác horror để xem nó như thế nào. Và tôi đã quyết định chọn Osama Game The Animation. Osama Game The Animation được truyền tải từ Mobile Phone Novel, được viết bài Nobuaki Kanazawa với bút danh là Pakuncho, gồm có 5 tập. Nghe có vẻ là nhỉ? Nôm na thì Mobile Phone Novel là những tác phẩm văn học ban đầu được viết trên điện thoại di động thông qua tin nhắn văn bản. Nó có nguồn gốc từ Nhật Bản, nơi nó khá là phổ biến. Thể loại này phối hợp giữa cách kể chuyện trực tuyến văn xuôi với kỹ thuật thơ đơn giản như haiku. Tại Nhật thì mỗi chương dài nhất cần 200 từ, trung bình thường khoảng 50-100 từ. Còn tại Trung Quốc, mỗi chương có thể lên tới 1.000 từ. Anime dựa trên tiểu thuyết được làm bài Seven và phát hành vào năm 2017 do Noriyoshi Sasaki làm đạo diễn. Một studio nghe có vẻ khá là lạ nhỉ? Và thật ra thì tôi cũng chưa từng tiếp xúc với cái thể loại mobile phone novel này. Bạn nào mà biết nhiều về cái thể loại này thì hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại, anime chủ yếu xoay quanh trò chơi của nhà vua. Nó là một trò chơi tử thần có nguồn gốc từ 32 năm trước tại làng Yonaki, bản nhà vua. Người sẽ ra lệnh và bắt buộc người chơi phải hoàn thành trong 24 giờ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nhân vật chính của chúng ta là một học sinh trung học Nobuaki Kanazawa. Cậu chuyển đến một ngôi trường mới và cậu thì đang cố gắng giữ khoảng cách với các bạn cùng lớp của mình. Thôi, tôi tiết lộ luôn là vì thằng này nó vẫn còn ám ảnh, bởi nó là người duy nhất sống sót sau khi chơi cái trò chơi của vua kia. Thế cho nhanh. Như những bộ anime khác, nhân vật chính ngày đầu tiên đến lớp đã được xếp ngồi cạnh hoa khôi của lớp, Natsuko Honda. Nobuaki nhận ra cô nàng này có cùng họ với cô bạn gái trước kia của cậu, người đã đang xuất trong trò chơi trước. Khi Nobuaki đang dần chấp nhận và quên đi những sự kiện khủng khiếp trước đó, thì tác giả nói: ngay buổi tối ngày hôm đó, Nobuaki nhận được một tin nhắn thông báo rằng cậu và các bạn cùng lớp lại bị bắt phải tham gia trò chơi của vua. Lệnh đầu tiên của vua là Nobuaki và Natsuko phải hôn nhau trong vòng 24 giờ. Trò chơi tử thần cũng bắt đầu từ đây. Ngày hôm sau, tất cả các bạn cùng lớp đang thảo luận về tin nhắn mà đêm qua họ đã nhận được. Tất nhiên là họ không tin rồi, và họ còn nghĩ đây là trò mà Nobuaki đã bày ra để tỏ tình với Natsuko. Chỉ có Nobuaki biết là bọn này sắp đến nơi rồi. Nhưng vì những ám ảnh của trò chơi khi trước, Nobuaki quyết định không nói ra sự thật, mà nếu ai không làm theo lệnh của vua thì sẽ bị phạt, đồng nghĩa với cái điều này có nghĩa là Nobuaki quyết định đồng quy vô tận với Natsuko. Tôi sẽ nhắc lại luật của trò chơi như sau. Vào nửa đêm khi kết thúc trò chơi, người tự xưng là vua sẽ gửi tin nhắn về nhiệm vụ cho những người chơi còn sống sót. Vì vậy, người chơi luôn biết nhiệm vụ của mình ngày hôm đó là gì và phải làm gì. Nhiệm vụ có 3 loại: cá nhân, cặp và nhóm. Nhiệm vụ cá nhân thì thường chỉ ảnh hưởng đến một người. Nhiệm vụ cặp thì sẽ là cả hai cùng thực hiện. Nên nếu một người chơi đang xuất trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai sẽ cùng thất bại luôn. Đối với các nhiệm vụ nhóm, tùy thuộc vào trò chơi, kết quả có thể áp dụng lên bất kỳ ai không làm những gì họ được yêu cầu hoặc là cả nhóm. Nhiệm vụ đầu tiên của trò chơi được giao cho Nobuaki. Nhiệm vụ của cậu là phải hôn Natsuko trong vòng 24 giờ. Như tôi đã nói, Nobuaki quyết định sẽ buông bỏ. Nhưng Natsuko nói không, vì cô đã tìm và hôn Nobuaki trước nửa đêm. Điều này khiến trò chơi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Khi nửa đêm đến, các mệnh lệnh mới được đưa ra từ vua. Đó đều là những nhiệm vụ cá nhân. Tuy nhiên, vì tin nhắn là vào lúc nửa đêm, nhiều học sinh khác đang ngủ và yêu cầu của nhiệm vụ là không được ngủ. Kết quả là các học sinh đó đã bị trừng phạt. Trừng phạt ở đây nghĩa là đi bắn muối luôn đấy. Cụ thể hơn là bị treo quá. Trông cũng khá là ghê chứ. Còn lý do tại sao tên vua bí ẩn kia lại có thể làm được như thế à? Cứ xem đi. Tí tôi nói, mặc dù lời giải thích của phim nó không thuyết phục cho lắm. Sau khi hàng loạt các bạn học ra đi, những học sinh còn lại tụ tập ở công viên. Tại đó, Nobuaki tiết lộ rằng cậu đã chơi trò chơi của vua trước đây. Và giống như những bộ anime sinh tử khác, một nhân vật xuất hiện và làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nhỏ nói rằng vì Nobuaki đã biết hậu quả của việc không tuân theo trò chơi, cũng như cậu đã từ chối hôn Natsuko, điều này đồng nghĩa với việc là cậu đang cố gắng giết Natsuko. Nobuaki không cố gắng giải thích lý do mà để những học sinh khác bắt đầu nghĩ rằng cậu là người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Họ đánh đập Nobuaki. Tôi xem đến đây là tôi tức luôn ạ. Ừ thì có lẽ vì đang hoảng loạn nên là nhân vật phụ này đang cố gắng kiếm ai đó đổ lỗi để cảm thấy đỡ bất an hơn. Ừ thì thằng nhân vật chính đã trải qua nhiều điều kinh khủng và đang tuyệt vọng, nhưng nhìn thằng main tôi cũng cảm thấy rất thật. Đúng không? Nhưng cái việc đánh đập nó rõ ràng không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, vì nó là người duy nhất thực sự biết điều gì đang diễn ra. Tất nhiên như bà bộ anime khác cùng thể loại, cái thằng đầu sỏ trong vụ lộn xộn này nhận được sự trừng phạt từ vua vì đã không tuân thủ theo lệnh của trò chơi. Nhân vật này phải chịu một cái đau đớn nhưng lãng xẹt, và sau đó tập phim kết thúc.
Ở đầu phim, rõ ràng nó làm tôi cảm thấy có một chút hứng khởi và muốn xem tiếp bộ anime này. Nhưng cho đến cuối tập phim, tôi bắt đầu cảm thấy nó có những vấn đề. Thứ nhất là cách kiểu xây dựng nhân vật chính như thế này chắc chắn sẽ không gây thiện cảm với người xem. Cái việc nhân vật chính bị ghét không phải là chuyện hiếm và cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhưng tôi có linh cảm là điều này không tốt một chút nào. Vấn đề thứ hai, có vẻ như phim đã quá lạm dụng vào những phân cảnh quá chóc. Mới tập 1 mà những phân cảnh này đã xuất hiện một cách dày đặc. Trong khi thì một bộ anime dạng này thì thường về sau những cách diễn ra sẽ còn nhiều hơn. Tôi tự hỏi là đến lúc đó phim sẽ làm gì để những phân cảnh trong về sau không bị nhạt. Thực chất là những phân cảnh đó đã bắt đầu nhạt ngay từ tập đầu tiên rồi. Nếu như ở Higurashi, phim sẽ thiết lập một bầu không khí căng thẳng và u ám trước khi những phân cảnh máu me diễn ra. Điều này làm tăng thêm mức độ man dợ của những phân cảnh đó, và Higurashi thực sự đã làm rất tốt điều này. Còn ở Osama Game, điều này hoàn toàn không tới, ít nhất là đối với tôi. Ở đầu phim, nó đã tạo một cảm giác tò mò cho người xem, nhưng bầu không khí căng thẳng mà một bộ anime về trò chơi sinh tử cân thì lại chưa có. À, thật ra thì phim cũng tạo ra bầu không khí căng thẳng, nhưng đối với tôi thì chưa đủ, tôi chả thấy căng thẳng tí nào luôn ấy. Điều đó dẫn đến việc những phân cảnh chọc kia đã bị giảm đi độ hiệu quả của nó, nhất là sự ra đi của thanh niên ở cuối phim. Anime đã bắt đầu tạo ra những nhân vật đáng ghét, và tất nhiên là những nhân vật bốc đồng như thế này thì thường đi sớm. Thường thì sự ra đi này sẽ làm người xem phần nào có cảm giác thỏa mãn, kiểu như là đáng đài nhà máy. Nhưng mà đối với bộ anime này thì không. Vì như tôi đã nói, phim đã không tạo được bầu không khí mà nó nên có, cộng thêm sự ra đi này khá là hỏi chấm. Mitsuki Yukimura có nói thằng khờ đó đã phạm luật, nhưng phim lại không nói rõ là vi phạm cái gì. Một trò chơi sinh tử thì vuốt ma nhau có mấy cái mà phạm luật thì nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm nhỉ. Mà mấy cái thằng kia cũng tham gia, có bị sao đâu. Nên là việc cái thanh niên này đang xuất khá là láng xẹt. Kiểu như là vì nó là nhân vật phụ nên tao muốn để thằng này kiểu gì nhìn cho nó kinh kinh một chút, cho chúng mày sợ vậy. Nhưng thật sự một người tâm lý khá là kém như tôi cũng cảm thấy phân cảnh này nó rất là hời hợt, nhạt toẹt luôn ý. Nên nhớ, đó chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, nó đúng với tôi và có thể sẽ không đúng với bạn. Nên các bạn hãy xem phim để tự mình cảm nhận. Nói thế thôi chứ các bạn đừng có xem. Kiểu gì thì phim cũng tệ bằng cách này hay cách khác mà thôi. Cái cách mà phim nó kể câu chuyện cực kỳ là có vấn đề nha. Phim kể hai tuyến chuyện riêng biệt nơi Nobuaki làm trung tâm. Tại sao lại phải làm như thế? Tại sao không kể từ A đến B, rồi từ B đến C? Anime bắt đầu với trò chơi sinh tử mà Nobuaki đã phải chơi ở thời điểm hiện tại. Nhưng vì một lý do nào đó, tuy là anime bắt đầu với thời điểm nơi diễn ra trò chơi hiện tại, nhưng lại kể đè lên nó về câu chuyện mà Nobuaki đã tham gia trò chơi này khi trước bằng cách là hồi tưởng. Hồi tưởng là một điều thường thấy, không có gì lạ đúng không? Nhưng đó là trong hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên, ở cái bộ anime này, trò chơi hiện tại là cốt truyện chính, đúng không? Nhưng anime lại thường xuyên phải dành cả tập để hồi tưởng, nhưng chơi cho cốt truyện phụ là cái trò chơi diễn ra trước đó ấy. Điều này nhiều lúc thực sự có làm lu mờ đi cả cốt truyện chính. Hay là tôi sai? Cái trò chơi diễn ra trước đó mới là cốt truyện chính. Nói chung theo tôi thì phim đã hoàn toàn sai lầm khi kể chuyện theo cách này. Và tôi cũng thắc mắc tại sao lại không làm cái trò chơi sinh tử này nó thú vị hơn bằng cách kiếm một trò nào đấy căng thẳng, hạch não, hay là đánh vào tâm lý người chơi mà cứ nhất thiết phải là nó cũng đánh vào tâm lý, gây chia rẽ này kia. Nhưng mà cái nhiệm vụ này trong phim hình như đâu đó lặp lại 2-3 lần gì đó. Bố không thấy chán hả? Nhân tiện thì cái phim này có cả yếu tố NTR, nhưng mà cái cách nó diễn ra thực sự không làm tôi cảm thấy cay nhá. Vì sao à? Cái nhân vật người yêu của Nobuaki trong cái trò chơi diễn ra trước đó được xây dựng khá là nhạt nhòa. Nên cái cách mà phim nó tạo ra phân cảnh NTR nó rất là kiểu chả để lại cái gì luôn đấy. Kiểu như là làm thế để chứng minh Nobuaki mạnh mẽ đến cỡ nào, cậu có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cứu lấy tình yêu và tình bạn vậy. Kiểu như là anime làm thế để sau này hai đứa đó đang xuất sẽ tạo một bước chuyển tâm lý lớn cho thằng Men vậy. Ừ thì ý tưởng có vẻ hay đấy, nhưng cách mà anime thực hiện nó rất là gượng ép nên nó làm tôi chả thấy đồng cảm gì cả. Đặc điểm nổi bật nhất mà Nobuaki có là cậu chính là người sống sót từ trò chơi trước đó. Nếu để những sự kiện của trò chơi trước và hiện tại được tách ra thành các mùa riêng biệt và được kể theo trình tự thời gian, có lẽ anime đã có một chút cảm động hoặc có thể là bi thảm hơn rồi. Nhưng kết quả là anime gộp cả hai vào làm một khiến phim nó rất là lùm cổm. Rồi đến cả nguyên nhân dẫn đến những cái ảo loi của phim nữa. Nguyên nhân được giải thích là do virus. Cái cách mà phim nó giải thích làm sao mà con virus có thể khiến một ai đó bánh sắc như thế, nó rất là... ôi dồi ôi nhá. Cái cách mà Higurashi diễn giải về sau là có liên quan đến cả sức mạnh siêu nhiên của một vị thần nào đó, nó còn dễ nghe hơn bộ anime này nhiều. Rồi cuối cùng là đến kết phim, chúng ta cũng chẳng được lý giải cái trò chơi này tạo ra là để làm gì. Để tiêu diệt loài người ư? Thế tại sao lại phải làm thế? Và cái thằng muốn tiêu diệt loài người hay là cái đứa được gọi là vua ấy là thằng nào? Phim nói đây, cái con nhỏ Natsuko Honda này, nhỏ được tạo ra như một nhân vật đáng ghét nhất của bộ phim. Con nhỏ này có cái suy nghĩ vặn vẹo, đen tối, mà nói nó là phản diện của bộ anime cũng được. Nhưng anime không hề đề cập đến lý do tại sao nhỏ lại thành như thế.
Tôi cứ tưởng là sẽ có tập phim nào đó nói về quá khứ của cô, hay là lý do tại sao cô lại như thế. Nhưng không, phim chỉ tiết lộ một chút ít thông tin rằng cô cũng là một người đã từng trải qua cái trò chơi này trước đó. Mọi thứ chỉ được thể hiện qua vài câu nói, nghe có vẻ rất là thiếu thuyết phục. Bộ anime này để dành quá khứ của cô bé cho phần sau à? Flop Thiên Night thì là sẽ có phần 2. Tôi không đọc manga nên tôi không biết, nhưng hình như là manga được chia ra làm 3 phần. Một phần kể về trò chơi của Nasuko, một phần thì là trò chơi của Nobuaki trước đó, và phần còn lại là trò chơi diễn ra ở thời điểm hiện tại. Đó là tôi đoán thế thôi nhá. Nhưng nếu xét riêng bộ anime này thì nó thực sự chẳng làm tốt được cái gì luôn ấy. Rồi cho đến cái kết, trước khi con nhỏ Nasuko đang xuất, nó còn nói là nó yêu Nobuaki và đồng quy vô tận với cậu. Như tôi đã nói, anime chỉ mập mờ về quá khứ của cô và không cho ta thấy những chi tiết tại sao cô lại thành ra thế này, nên tự dưng cô nói yêu Nobuaki nghe nó rất là hỏi chấm. Cuối cùng cái kết là hết, chả có đứa nào cả. Tôi chả cảm thấy đáng thương hay tiếc cho nhân vật nào luôn ấy. Cái kết lan xẹt, xem xong mà phim chả đọng lại cho tôi được cái gì cả. Thậm chí School Day nó còn để lại cho tôi một chút ít ấn tượng, dù nó là tiêu cực, điều mà bộ anime này thậm chí còn không làm được. Tôi cứ nghĩ là do tôi khó tính hoặc là bị gì đó nên không thấm được bộ này. Vì vậy tôi đã tự tìm bộ này trên My Anime List. Kết quả là điểm số của nó chỉ đạt 5.06. Điều này có nghĩa là tôi không phải là người duy nhất thấy bộ này tệ. Điểm còn thấp hơn cả cái cuộc nợ School Day cơ mà. Nói chung là bộ này tệ, anh em đừng có xem. Thế nhá, giờ thì chuyển sang chuyên mục đọc comment. Bạn chúa tài tử bản, thay vì xem School Day thì em xem Boku no Pico 7 lần. Wow, tôi thậm chí còn chưa xem bộ đó cơ. Hình như là ngày trước tôi cũng mới chỉ xem PewDiePie Reaction thôi. Nhìn cái biểu cảm này mà còn mò vào xem thì tôi chịu. Ăn phát huỳnh 2002 làm bộ... Thôi, tôi tha xem lại School Day còn hơn. Hôm nay tới đây thôi nhá. Xem xong bộ kia tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Chào anh em nha.